tại thì đang đứng bên cạnh Phương Trinh đây là cha du xe Nguyễn Đình Phúc. Hiện cha đang là cha giám đốc của cộng đoàn Blue Run Ngon Khóc. Con chào cha. Chào con, Phương Trinh. Dạ, vậy thì thưa cha, trong vai trò là người lãnh đạo cộng đoàn truyền giáo ở đây, cha và các anh em có đường hướng và có kế hoạch gì trong việc truyền giáo cho các đồng bào dân tộc ở đây? Ta cũng xin trả lời là đương nhiên là phải theo cái đường hướng của tu hội và đặc biệt là tỉnh dòng tại Việt Nam. Và đường hướng của tu hội cũng như là tỉnh dòng Việt Nam ấy, thì truyền giáo ở đây là một cái cộng thể Salesian. Cho nên bao giờ cũng là phải nó có cái nét truyền giáo Salesian. Và như vậy á, thì cái phương châm và cái đường hướng chính ở đây là truyền giáo hay là loan báo tin mừng là bằng giáo dục. Qua việc giáo dục và giáo dục cũng là qua cái việc loan báo tin mừng. Như trong hiến luật của nhà dòng á, hiến luật khoảng 31 thì nói là cái giáo dục mục vụ của Salesian, của người Salesian là hướng giúp để cho cái người trẻ đó, nó tới đạt tới một cái con người gọi là trưởng thành mà theo cái hình ảnh của Đức Kitô. Đức Kitô vừa là Chúa nhưng mà vậy là người, có nghĩa là một con người hoàn hảo thì là phải đạt. Cho nên là người Salesian khi truyền giáo đó, thì cũng phải nhắm làm sao để thăng tiến cái cá nhân đó để họ có thể trở thành một công dân lương thiện và là một Kitô hữu tốt lành. Đó là cái đường hướng mà anh em đây là xác định là như thế. Nó không có cái gì ngoài cái tinh thần và cái linh đạo và sứ mệnh của Salesian. Dạ, vậy thì việc truyền giáo hay loan báo tin mừng mà cộng đoàn đang thực hiện chỉ chú tâm vào việc dạy giáo lý và các mục vụ bí tích hay còn có những điểm làm nổi bật lên việc truyền giáo Salesian? Vậy thì đó là những điểm nổi bật nào vậy cha? Như nói trong cái câu đầu tiên á, thì đây là cái công việc truyền giáo mà nó mang nét Salesian. Cho nên đương nhiên ngoài những cái mục vụ bí tích phụng vụ giống như là một cái giáo xứ hay là những cái giáo họ bình thường, thì cái quan tâm đặc biệt của anh em ở đây là bao giờ cũng nhắm cái đối tượng ở giới trẻ. Bởi vì đó là cái đối tượng của sứ mệnh Salesian mà. Cho nên là cái mô hình ở đây nó khác với lại những cái giáo xứ khác. Đó là những cái mô hình của Salesian, đặc biệt đó là gọi là mô hình nguyện xá. Nguyện xá đây không hẳn chỉ là một cái sân chơi, nhưng mà làm sao để các em đến đây kết nó là đến đây nó như là một cái gia đình của nó được đón tiếp. Thứ hai là nó được dạy học. Ví dụ như ở đây có cái lớp phổ cập cho các em, và đang có một cái dự án là mở cái lớp bán trú để các em có thể có thời giờ ở đây nhiều hơn và đồng hành giúp các em nhiều hơn. Rồi nó là một cái nguyện xá, nó còn là một cái giáo xứ truyền giáo tin mừng, có nhà thờ để giúp các em có thể cử hành phụng vụ và gặp được Chúa. Và cuối cùng đó là cái sân chơi, đó là cái nơi mà các em có thể gặp gỡ, nó có thể chia sẻ những cái niềm vui của những người bạn, và nhất là để mà có cái cơ hội giáo dục các em về những cái phẩm chất xã hội. Thì đấy là những cái nét đặc biệt của Salesian. Và đặc biệt là anh em luôn luôn nhắc nhớ nhau là trong cái tương quan và cái cách ứng xử là luôn luôn phải áp dụng cái khoa giáo dục dự phòng của Đồng Moscow. Vậy thì thưa cha, với những dạng thức đa dạng trong việc loan báo tin mừng, bao gồm luôn cả việc thăng tiến và giáo dục nhân bản, thì đâu là những điểm mà việc loan báo tin mừng chú tâm nhiều nhất hiện nay và trong tương lai sắp tới? Thì đương nhiên là cái mục tiêu của việc giáo dục nó là làm sao để các em có thể gặp được Chúa, gặp được Đức Kitô. Nhưng mà để gặp được Đức Kitô nó thì phải dựa trên cái nền tảng nhân bản. Và bây giờ cái vấn đề chính yếu của các em ở vùng đây đó, cái khó khăn nhất đó, tức là cái nhận thức để mà các em có thể học giáo lý để được biết về Chúa thì nó rất là thấp. Cho nên cái công việc ở đây phải quan tâm đó là biết làm sao giúp được các em nó đi học. Bởi vì các em nó có mở mang, nó có những cái nhận thức, các cái kiến thức cơ bản đó, thì cái việc học giáo lý và nhận biết Chúa đó, thì nó mới tốt được. Nhận thức tốt thì nó mới có cái hành động tốt. Cho nên đây là cái mà rất là quan tâm trong cái giai đoạn này, nhất là trong tương lai. Vì cái kinh nghiệm là những em ở trong những cái địa phương này, mà nếu em nào mà nó có cái trình độ mà nó được học á, thì các em đó về đời sống nhân bản nó sẽ thăng tiến, nó sẽ tốt hơn nhiều. Và những cái khả năng về đời sống xã hội, những cái ứng xử về những cái vấn đề cộng tác là gì đó, bao giờ nó cũng tốt hơn. Dạ, vậy theo cha, cộng đoàn Salesian truyền giáo cần kiện cường điều gì trong hoạt động truyền giáo của mình ở nơi đây?
Tiếp vào cái ý tưởng của cái câu trước đó, tức là khi mà giúp cho các em để các em có thể có cái điều kiện nó thăng tiến về đời sống nhân bản, nhất là khía cạnh tri thức, để giúp cho các em nhận thức, có thể nói là có một cái ý thức về cái việc mà mình thuộc về một cái cộng đoàn, một cái xã hội. Và không những là mình truyền giáo cho đồng bào, truyền giáo cho các em, nhưng mà cái nhắm là làm sao để chính các em sau này cũng chính các em trở thành những nhà truyền giáo đó. Vì thế đó là cộng đoàn, cộng thể Salesian ở cuộc truyền giáo này đó, ngoài cái việc gọi là hội nhập văn hóa và đồng hành với cái đời sống của người địa phương qua cái việc mà hiểu biết cái ngôn ngữ, học hỏi ngôn ngữ của họ hoặc là những cái phong tục tập quán của họ, thì cộng đoàn Salesian phải trở thành một cái cộng đoàn gọi là hiệp thông. Một cái cộng đoàn mà gồm những con người gắn bó với nhau và có một cái cảm thức thuộc về. Thuộc về đây là thuộc về giáo hội, thuộc về tu hội, thuộc về một cái sứ mệnh. Để mỗi một người đó, dù là được phân công cái công tác gì đó, thì phải có một cái ý thức rằng là mình đang là nhân danh giáo hội, nhân danh tu hội thực hiện cái đó. Và chứ không phải là đây là cái công việc cá nhân của mình. Và chính khi mà cộng đoàn mà trở thành một cái cộng đoàn hiệp thông mà có một cái ý thức như thế đấy, thì lúc đó nó mới trở thành một cái chứng tá chuyển hóa mạnh mẽ ngoài những cái công việc và những cái công cuộc mà đang thực hiện. Dạ, vậy thì con cũng cảm ơn cha về những chia sẻ rất là hữu ích cho cái khán giả của ban truyền thông Salesian Moscow Việt Nam.